Đồ Gỗ Điện kính chào quý vị, lúc này đang là sáng mùng 6 Tết 2019, tức là ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch. Thì vừa rồi vừa có bác khách hàng từ chợ Gò Đen ở Long An, tức là sát Hồ Chí Minh. Bác có đuôi số điện thoại là 69206. Thì năm ngoái thì bác có lấy đôi lục bình rồi, và năm nay bác muốn xem thêm cái đồng hồ. Đây là chiếc đồng hồ cơ máy nguyên bản của Đức, mà vỏ là bằng gỗ gụ, trong Nam gọi là cây gõ mật. Cái đồng hồ này cao 2m7 và cái phần chân đế nó rộng là 97 phân, và đồng hồ thì âm thanh thì rất tuyệt vời. Một lát nữa đây là nó sẽ kêu chuông và quý vị sẽ xem, sẽ nghiên cứu được, nghe cái tiếng chuông của nó rất là hoành tráng. Còn đây bên trong đấy, đây đấy, chuông đang kêu rồi đấy, quý vị thấy nó gõ búa đây. Đồng hồ đang chỉ 4 giờ, nó sẽ gõ, nó có 4 tiếng. Và thưa quý vị, tôi phải nhắc lại là đây là cái máy là nguyên bản của Đức, còn toàn bộ phần vỏ gỗ bằng gỗ gụ, trong Nam gọi là cây gõ mật, và các cái phần mặt rồi thì quả lắc, quả tạ đây đều là Việt Nam sản xuất hết. Và giá của một chiếc đồng hồ này hiện nay giá tại cửa hàng là 65 triệu, giá ổn định là mấy năm nay rồi ạ. Và cửa hàng hiện nay đang còn là 4 chiếc, để quý vị nhìn thấy đây, 1 này 2 này, dưới chỗ con mèo đang đứng kia là 3 này, một chiếc nữa ở bên khu C. Đây là cái cũng là cái clip đầu năm. Trước đây mấy hôm trước thì cũng khách hàng hỏi về hàng họ rồi, nhưng mà lần đây là clip đầu tiên giới thiệu về hàng hóa. Và thay mặt Đồ Gỗ Đức Hiền thì chúng tôi cũng kính chúc toàn thể quý vị khách hàng và người nhà là một sang một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn gặt hái thành công. Tạm biệt quý vị, đây là hình ảnh đang quay tại tầng 3 khu A của Đồ Gỗ Đức Hiền. Phía sau nhà là dãy vườn và đồng ruộng đây. Ngày hôm nay thì không khí mát mẻ, ngoài trời là nắng nhẹ. Tạm biệt quý vị.